Trường Sa vai sánh vai không ngại gì, học sinh Phan Bội Châu chúng ta đây, cháu con Lạt Hồng thề noi gương muôn người trương. 1-2-2-1-2 dưới nắng mai, rộn ràng lời ca vang đó đây vui tràn hòa. 1-2-2-1-2 bước lên mau, nước non đàn chờ đoàn niên thiếu dìm ngày mai. Học sinh Phan Bội Châu, học sinh Phan Bội Châu, xứ xanh ngày ngày rồi mai thêm phong phú. Học sinh Phan Bội Châu, học sinh Phan Bội Châu, quyết tâm thề nguyện làm giàn danh nước non. Học sinh Phan Bội Châu, học sinh Phan Bội Châu, xứ xanh ngày ngày rồi mai thêm phong phú. Học sinh Phan Bội Châu, học sinh Phan Bội Châu, quyết tâm thề nguyện làm giàn danh nước non. Trường Sa vai sánh vai không ngại gì, học sinh Phan Bội Châu chúng ta đây, cháu con Lạt Hồng thề noi gương muôn người trương. 1-2-2-1-2 dưới nắng mai, rộn ràng lời ca vang đó đây vui tràn hòa. 1-2-2-1-2 bước lên mau, nước non đàn chờ đoàn niên thiếu dìm ngày mai. Học sinh Phan Bội Châu, học sinh Phan Bội Châu, xứ xanh ngày ngày rồi mai thêm phong phú. Học sinh Phan Bội Châu, học sinh Phan Bội Châu, quyết tâm thề nguyện làm giàn danh nước non. Học sinh Phan Bội Châu, học sinh Phan Bội Châu, xứ xanh ngày ngày rồi mai thêm phong phú. Học sinh Phan Bội Châu, học sinh Phan Bội Châu, quyết tâm thề nguyện làm giàn danh nước non. Học sinh Phan Bội Châu tiến lên đi, dù đường Trường Sa vai sánh vai không ngại gì. Học sinh Phan Bội Châu chúng ta đây, cháu con Lạt Hồng thề noi gương muôn người trương. 1-2-2-1-2 dưới nắng mai, rộn ràng lời ca vang đó đây vui tràn hòa. 1-2-2-1-2 bước lên mau, nước non đàn chờ đoàn niên thiếu dìm ngày mai. Học sinh Phan Bội Châu, học sinh Phan Bội Châu, xứ xanh ngày ngày rồi mai thêm phong phú. Học sinh Phan Bội Châu, học sinh Phan Bội Châu, quyết tâm thề nguyện làm giàn danh nước non. Học sinh Phan Bội Châu, học sinh Phan Bội Châu, xứ xanh ngày ngày rồi mai thêm phong phú. Học sinh Phan Bội Châu, học sinh Phan Bội Châu, quyết tâm thề nguyện làm giàn danh nước non. Học sinh Phan Bội Châu tiến lên đi, dù đường Trường Sa vai sánh vai không ngại gì. Học sinh Phan Bội Châu chúng ta đây, cháu con Lạt Hồng thề noi gương muôn người trương. 1-2-2-1-2 dưới nắng mai, rộn ràng lời ca vang đó đây vui tràn hòa. 1-2-2-1-2 bước lên mau, nước non đàn chờ đoàn niên thiếu dìm ngày mai. Học sinh Phan Bội Châu, học sinh Phan Bội Châu, xứ xanh ngày ngày rồi mai thêm phong phú. Học sinh Phan Bội Châu, học sinh Phan Bội Châu, quyết tâm thề nguyện làm giàn danh nước non.
học sinh Văn Bội Châu, học sinh Văn Bội Châu, xứ xanh ngày ngày rồi mai thêm phong phú. Học sinh Văn Bội Châu, học sinh Văn Bội Châu, quyết tâm thề nguyện làm ra danh nước non. Học sinh Văn Bội Châu tiến lên đi, dù đường trường xa vai sánh vai không ngại gì. Học sinh Phan Bội Châu chúng ta đây, cháu con lạt hồng thề noi gương muôn người trương. 1-2-2-1-2 dưới nắng mai, rộn ràng lời ca vang đôi đây vui chan hòa. 1-2-2-1-2 bước lên mau, nước non đang chờ đoàn niên thiếu diệm ngày mai. Học sinh Phan Bội Châu, học sinh Phan Bội Châu, xứ xanh ngày ngày rồi mai thêm phong phú. Học sinh Văn Bội Châu, học sinh Văn Bội Châu, quyết tâm thề nguyện làm dàn danh nước non. Học sinh Văn Bội Châu, học sinh Văn Bội Châu, xứ xanh ngày ngày rồi mai thêm phong phú. Học sinh Văn Bội Châu, học sinh Văn Bội Châu, quyết tâm thề nguyện làm dàn danh nước non. Quý đại biểu, quý thầy cô đứng lên để chuẩn bị làm lễ chào cờ. Chào quốc ca. Của ban tuyên giáo tỉnh ủy, ban dân vận tỉnh ủy, sở giáo dục đào tạo Bình Thuận, tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội cựu tù chính trị tỉnh và thành phố Phan Thiết, phóng viên báo đài của tỉnh và thành phố Phan Thiết. Sau đây xin trân trọng kính mời ông Trần Nhật Nghĩa, phó chủ tịch hội cựu tù chính trị Bình Thuận, cựu học sinh trường trung học phổ thông Phan Bội Châu, lên ôn lại truyền thống đấu tranh sôi nổi của học sinh trường Phan trong những năm 70 của thế kỷ trước. Xin trân trọng kính mời ông.
Thành phần tham dự về cá nhân, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có thầy Trần Hữu Bình, nguyên là hiệu trưởng bí thư chi bộ của trường Phan Bội Châu từ những năm 75-76. Và cũng xin trân trọng giới thiệu anh Trần Văn Mười, là bạn cùng học, cùng hoạt động, cùng ở tù chung với tôi. Xin chào anh. Kính thưa các đồng chí đại biểu, quý thầy cô và cùng toàn thể các em học sinh thân mến, hôm nay tôi thật sự xúc động và tự hào được về lại trường xưa để ôn truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng. Tất cả chúng ta còn một món nợ tình rất lớn đối với nhà trường là phải tiếp tục đề nghị để nhà nước tuyên dương trường Phan Bội Châu là lực lượng anh hùng vũ trang của chúng ta trước năm 75. Năm 2014 chúng ta đã làm nhưng chưa đạt. Như các bạn biết, giai thoại cụ Mạc Đĩnh Chi đi sứ phương Bắc, khi đến thời điểm của ông qua đó thì gặp cô công chúa của nhà Nguyên Từ Trần. Do đó triều đình mời Mạc Đĩnh Chi đọc dùm cái văn tế. Họ chuẩn bị sẵn, khi mở ra Trung Quốc sững sờ khâm phục. Ô thanh thiên nhật đóa vầng, hồng lô nhất điểm ma tiết, giao trì nhật phiên nguyệt, thượng nguyện nhật chi hoa. Nghĩa là gì? Nghĩa là cụ muốn nói ca ngợi cô công chúa đẹp tuyệt vời, như một vòng trăng, như một đóa hoa, như một điểm tiết, vân vân. Nhưng than ôi, vận tan tuyết tan, hoa tàn nề nguyệt khuyết ngô. Còn trường Phan Bội Châu của chúng ta thì có nhiều cái nhất hơn cô công chúa đó. Có rất nhiều cái nhất hơn công chúa, nhất cái tỉnh này trước năm 1975. Đó là đạo đức hạnh kiểm tốt nhất, dạy và học tốt nhất, phong trào văn thể Mỹ tốt nhất, cung cấp nhiều nhân tài cho xã hội, đặc biệt là truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, và được thường vụ tỉnh ủy Bình Thuận trực tiếp quan tâm chỉ đạo cái trường này trong những năm chiến tranh. Chính vì thế mà thêm một cái nhất thứ bảy, đó là chánh quyền của đất quản lý cái trường này chặt nhất, và cũng chỉ trình bày được cái giai đoạn năm 1972, năm 1973, thời kỳ mà chúng tôi trực tiếp tham gia và chỉ đạo. Về cái câu chuyện sáng hôm nay là một góc nhỏ của cái quyển truyện ký áo trắng áo xanh mà nhà trường sẽ giới thiệu, rồi các bạn sẽ được tiếp cận. Chúng tôi mới vừa phát hành, được tỉnh đoàn và sở giáo dục đã giới thiệu. Tại sao cái quyển truyện ký này lấy tên là áo trắng áo xanh, nói về phong trào học sinh sinh viên của tỉnh ta trước 75, mà trong đó chủ yếu là Phan Bội Châu. Chúng tôi mượn cái hồn thơ của hai tác phẩm nổi tiếng, đó là Áo trắng của Lê Anh Xuân và Chiếc áo xanh của Tố Hữu. Hai bài thơ đó chúng tôi đã từng lồng ghép trong những cái đặc sang của nhà trường Phan Bội Châu trước năm 75. Áo trắng là nói thời kỳ chúng ta hoạt động trong trường học chống địch. Áo xanh là nói thời kỳ chúng ta đi vào chiến khu và bị giặc bắt vào tù. Nhưng nay gặp cảnh đời chua xót, áo trắng này nguyện trắng mãi thôi. Một bó truyền đơn vài tờ bao, gọn gàng trong chiếc cặp nữ sinh. Cái phần thứ nhất chúng tôi trình bày là trường Phan Bội Châu với cái đội công tác thanh niên học sinh. Như các em biết là trước năm 1975 thì thường vụ tỉnh ủy đã thành lập ra một cái đội công tác để lãnh đạo phong trào tiến bộ cho văn tiết. Phong trào của sinh viên học sinh mạnh đó là Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt và Phan Thiết. Trong đó trường Phan Bội Châu của chúng ta là cốt cán
là ngòi pháo của Khang Tiên. Trong Bộ Châu chúng ta là ngòi pháo. Trường chúng ta tập hợp đều là của học sinh trường phải của chúng ta, như chị Tăng Thị Thu Huyền, anh Phạm Văn Tấn, Nguyễn Tiến Tâm, anh Đình Sáu. Có tự hào không các bạn? Tự hào không? Ý thứ hai tôi nói là để sắp các anh chị vào đó tiếp học là để cống hiến học và để phục vụ các bạn. Có cái tinh thần chính vì thế mà từ năm 1952 khi thành lập trường này cho đến năm 75 thì hàng loạt học sinh của trường Văn Bộ Châu lên từ học sinh các chiến, đặc biệt là 15 năm từ năm 1960 đến năm 1975 hàng ngàn học sinh Văn Bộ Châu đã mà xếp học viên để tham gia các bạn, và rất nhiều anh chị em đã trở thành thương binh liệt sĩ 1972-1973. Ở phần này chúng tôi xin khai phát 4 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là tổ chức lực lượng các bạn trong trường này như thế nào, và một cái thời điểm hết sức phù hợp với cái thời kỳ tuổi tôi học đại học ở trường này thì số lượng học 3.000 tất cả đều là học sinh, đặc biệt là cái chi bộ là có 3 nữ đảng viên và đồng chí bí thư chi bộ Trần Thị Nguyệt Bằng. Năm nay mới vừa được 95 xuất sắc và 75 của đại. Vẫn còn lấy hôm nay chở người yêu đi bị hỏng hố được. Cái quan trọng là cái đó. Và cái chi bộ này là một tổ chức đảng độc đáo của miền Nam Việt Nam. Hiếm có đường nào trong chế độ Sài Gòn mà có một cái chi bộ 3 lực để làm nòng cốt. Biến tướng gọi là võ xanh lầm đỏ. Các em nghe nói biến tướng tổ chức võ xanh lầm đỏ chưa? Võ xanh lầm đỏ tức là cái hình tượng quả dưa hấu, ăn dưa hấu chưa? Ăn dưa hấu thì cái ở ngoài là cái vỏ là xanh mà ruột nó đỏ. Mà cái tổ chức đó vỏ tức là quân đinh, màu xanh mình gọi là quân đinh. Còn người của mình thì nằm trong đó để đưa cái đội quân đó hoạt động thành có lợi các bạn gọi là đỏ. Đỏ đây là nói tấn công các bạn, tấn công con già nằm ở trong đó. Rồi chúng tôi thành lập được hai tổ chức gọi là cái tờ báo cái bộ nó mời đăng ký cho tôi. Anh Trần Văn Lương ở đây. Do bữa nay mời các bạn ngồi đến giao lưu tất cả là như thế. Chúng tôi xin sang cái phần thứ ba, nội dung thứ ba của phần thứ hai này là kết quả hoạt động những năm 1972-1973 có hai cái kết quả, là kết quả của hoạt động phong trào công khai và hoạt động đối ngoại. Về công khai thì chúng tôi tập hợp thanh niên học sinh bằng nhiều cái hình thức, đó là tiến bộ. Do đó cảnh sát nó mới mời hiệu trưởng nhà trường, mời thầy Hoàng Công Bình là giáo sư hướng dẫn của tụi tôi, bây giờ gọi là giáo viên chủ nhiệm đó thầy Vinh ạ, giáo sư hướng dẫn. Nó quy cái tội thầy Bình là tại sao để cho học sinh làm báo chí mà có nội dung chống chính quyền và đòi đuổi học các anh chị em trong cái ban biên tập của cái tờ này. Cái tờ phiêu bữa nay may mắn là chúng tôi còn lưu giữ được đây các bạn. Nếu các bạn nào có cần nghiên cứu hả thì liên hệ với chúng tôi. Rồi cùng có cái chuyện làm báo đó là có những hoạt động công khai như biểu tình, lãng khó, tranh cử vào ban đại diện học sinh, chống quân sự hóa học đường, chống âm mưu địch ép giáo sư vào đảng Dân Chủ, một cái đảng phản động của Nguyễn Văn Thiệu. Rồi chúng tôi đi học với các bạn, bây giờ chúng tôi đã tập diễn thuyết. Rồi thầy Lê Văn Hộ là giáo sư đầu tiên khởi xướng phát động học sinh của trường Phan Bảo Châu góp tiền để đúc cái tượng cụ Phan Bảo Châu. Người khởi xướng cái phong trào đó đang làm dở dang. Một cái phong trào nữa là hát cho dân tôi nghe, phong trào du ca hát nhạc phản chiến thu hút rất nhiều học sinh. Hà hát cho dân tôi nghe tiếng hát tung cờ ngày nào, hát qua đêm thiên thu lửa cháy trên trại giặc thù, ngày nào lo bạc dân sống thôn cũng vừa lên đường, trời sông yên vui nên rừng hoan cũng lên được rồi. Tức là chúng tôi hát cả đêm, nhiều cái đêm lửa trại hát cả đêm.
rồi một cái phong trào hết sức tác dụng là mở lớp học dạy miễn phí. Chúng tôi mời cả giáo sư và bản thân chúng tôi tham gia dạy, mở lớp rất nhiều lớp. Thì chúng tôi làm cái việc là treo cờ, may cờ, rải tiền đơn, đánh chắc nổ, dán lệnh cảnh cáo ác ôn, mua hàng cho đơn vị, báo cáo tình hình ra chiến khu, rồi tổ chức ra căn cứ để học tập. Căn cứ để học tập. Trong cái buổi lễ chào cờ, nhà trường kết hợp tổ chức kỷ niệm Hai Bà Trưng, thì một nhóm học sinh ồn ào. Do đó hiệu trưởng tức quá kêu thầy giám thị Trung lên, mạt sát dùng những lời lẽ hết sức khiếm nhã. Do đó chúng tôi phát động 3.000, trên 3.000 học sinh lãng khóa nguyên cái ngày đó không vào lớp học, yêu cầu nêu khẩu hiệu là tiên học lễ hậu học văn, tiên học lễ hậu văn, yêu cầu thầy hiệu trưởng Tùng phải xin lỗi thầy Trung, thì chúng tôi mới vào học. Và kết quả thắng lợi gây tiếng vang rất lớn. Cái câu chuyện thứ hai là may và treo cờ, lá cờ lớn 3 thước, và do anh Nguyễn Ngọc Ơ và Trần Quốc Anh trực tiếp treo cái lá cờ đó ngay trên lầu 3 của trường Chính Tâm. Chúng tôi phải cải trang làm nông dân, đóng em vai, đóng em chăn bò, rồi giả dạng các cái em mà đi bắn chim, bắn ná để đi từ trong thành phố lột ra ngoài rừng để học tập, để học tập. Và có những lúc chúng tôi cải trang thành những cái cặp tình nhân để nắm tay nhau ra cổng ấp, tôi với anh Trần Văn Mười nè. Cái câu chuyện thứ tư đó là rải tiền đơn. Rải tiền đơn năm 1973, chúng tôi rải tiền đơn liên tục ở Phan Thiết này. Anh ơi với cô Nini là 2 lần rải tiền đơn lớn khắp Phan Thiết. Và có những loại tiền đơn khô rải theo đường, còn tiền đơn nhúng nước thì để trên mái nhà rồi nó cứ lác đác nó bay xuống.
tức là để trên mái nhà rồi trời nắng tới đâu rồi nó khô nó bay xuống đó, địch nó lụng hoài không hết. Là thí sinh học hành căng thẳng để thi tú tài, thế mà vẫn lên trên bàn đạp để nhận trường đơn về giấu. Và bữa đó cô rải ngay trong trường Phan Bội Châu, rải ngay trong học bàn thi, rải ngay trong các cái hành lang này. Rồi tối đó chúng tôi đi rải thêm ở ngoài các cái vùng ven đó. Tôi đã phải tự lưu thông đi học. Hai cái bàn tay tôi ở đây, bàn trai thế này các bạn này, tự lưu học, do tôi gọi là tôi có mấy cái giỏi đó, không dám nói giỏi mà khá. Thứ nhất là lao động tốt kiếm sống, thứ hai là học tốt, học tốt. Thứ ba là hoạt động cách mạng cũng hết sức rất đẹp. Thứ tư là rất lãng mạn, có năng khiếu văn lợi, do đó cũng được nhiều phát sanh để đi tới và yêu hết sức trầm tâm, yêu hết sức trầm tâm. Nhưng có một cái dở hết sức dở là chạy dở, do đó bị địch bắt vào tù. Và khi vào tù thì tôi vẫn tiếp tục cùng với đồng đội đấu tranh bảo vệ kiến thiết. Chính bản thân tôi đã dùng nhiều hình thức để đấu tranh với giặc, đập đầu, treo cổ hai lần, cắn lưỡi tức lưỡi uống ăn không được, nó cho uống sữa. Tôi lợi dụng lúc đó lấy được cái mảnh chai mổ bụng, và tôi dùng một mảnh chai nhỏ mà mổ bụng, mổ từ ngoài này mổ vô mà đến lâu. Là tôi chứng cho là còn trong lớp trẻ hiện nay đã khai đạt nhạt vào quân quá khứ, xa rồi lý tưởng thì cũng có đúng không? Tức là có ý kiến đánh giá lớp trẻ mình thấy có đúng không? Tại sao? Nếu mấy em có đúng thì tại sao, mà không đúng thì tại sao? Nha, đó là một câu hỏi. Câu hỏi thứ ba là trong thời đại mới, thế hệ trẻ còn làm gì và làm như thế nào để phát huy truyền thống ngàn lần anh hùng của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc? Và muốn có đủ hồng và chiêu thì các em phải xây gì và chống gì như thế nào? Tại sao thầy nói Việt Nam ngàn lần anh hùng? Các em nghe cái khái niệm ngàn lần anh hùng chưa? Vì có một lòng phái đoàn Việt Nam qua thăm trong Mỹ Latin, thì khi đến Nicaragua thì họ chưa có thể.